Thầy xin chào tất cả các em. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ bước vào tiết thể dục nhé. Nội dung tiết học hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân. Trước khi vào bài tập, thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau khởi động. Xoay cổ tay cổ chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chân xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay khuỷu tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cánh tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gập gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chạy bước nhỏ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chạy nó có đùi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Bây giờ thầy nhắc lại kỹ thuật nhảy dây kiểu chụm hai chân. Đầu tiên, cách xo dây. Hai tay cầm đầu dây. Chân phải hoặc chân trái dẫm lên dây. Dây đặt sát mặt đất. Độ dài của dây từ mặt đất lên tới ngang vai là thích hợp. Động tác trao dây. Trao dây sang bên trái, bên phải. Chủ yếu quay cổ tay. Hai tay chuyển động theo hình số 8. Dây được quất ra trước, kéo xuống dưới, sang trái, ra sau, lên cao rồi lại ra trước. Động tác nhảy chụm hai chân. Đứng chụm hai chân phía trước dây. Hai tay cầm hai đầu dây theo vị trí đã xo dây. Để dây hơi trùng sát mặt đất ở phía sau. Dùng cổ tay và cẳng tay quay nhẹ. Đưa dây từ phía sau vòng lên cao, ra trước, xuống thấp ở phía trước, ra sau. Vòng dây cứ tiếp tục như vậy. Khi dây chuyển động gần đến chân thì thực hiện động tác bật nhảy bằng hai chân lên cao khoảng một gang tay hoặc thấp hơn để cho dây đi qua. Động tác tiếp tục như vậy một cách nhịp nhàng, khéo léo, sao cho không để dây vướng chân. Thầy sẽ thực hiện lại kỹ thuật xo dây, trao dây và nhảy dây. Các em chú ý quan sát và thực hiện nhé.
Thầy vừa thực hiện lại kỹ thuật nhảy dây kiểu chụm hai chân. Các em nhớ tập luyện thường xuyên nhé. Thầy xin chào tất cả các em.